mình đi vô trong gì xong cứ đi dép vô được, thấy mấy cô chú kìa. Con cứ đi coi một vòng đi. Em tên là Nguyễn Thị Thường Vy, em học lớp 5. Mẹ em thì đang bệnh tai biến, còn em đã bị cha bỏ rơi từ nhỏ. Bây giờ hoàn cảnh em hết sức là khó khăn, hàng ngày em đi học thì phải thời gian rảnh em phải đi bán vé số để giúp mẹ trang trải tiền thuốc men. Vô thì đuổi hai mẹ con đi nên nhờ có một người chị bà con cho ở trong một cái chuồng gà. Mấy bạn nó nói là ở chuồng gà vậy húi không biết húi hả? Con khi cũng, đó con trả lời sao? Con cũng đáp lại thì có nhà ở là may lắm rồi. Con nói mẹ ráng sống đi con đi, được bao lâu thì hay biết nhiều. Mẹ ráng sống đi, mẹ ráng chịu đau, có tiền mua thuốc cho mẹ. Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng gửi lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Bến Tre. Hôm nay thì Đồng quay trở lại thăm hoàn cảnh của bé Tường Vy. Nói về hoàn cảnh của bé Tường Vy thì rất là thương tâm. Cha vứt bỏ bé từ khi trong bụng mẹ. Hiện tại thì mẹ lại mang trong mình một căn bệnh, đó là căn bệnh về não, quý cô chú anh chị, phải mổ não ra để hấp. Hiện tại thì người mẹ đã làm bạn với chiếc xe lăn suốt 2 năm nay. Suốt 2 năm nay thì một buổi đi học, một buổi bé Tường Vy phải mon men theo từng cái góc phố, theo từng con đường để bán từng tờ vé số để mưu sinh cùng mẹ. Ở video trước, Đồng ghé thăm, công bố một số tiền rất rất là lớn, giống như là một giấc mơ, đó là số tiền hơn 400 triệu đồng. Đồng đã hoàn thành xong phần đất đai cho hai mẹ con. Đồng đang đi tìm thợ, quý cô chú anh chị, để giá cả phải chăng cũng như xây dựng chắc chắn. Sau đó thì Đồng sẽ làm hợp đồng khởi công xây dựng căn nhà. Hôm nay thì Đồng quay trở lại đây thăm lại hai mẹ con để đi mua cho bé Tường Vy một chiếc xe để chuẩn bị năm học. Chiếc xe đó như thế nào thì Đồng sẽ giữ bí mật để lát nữa ra ở ngoài cửa hàng Đồng sẽ tiết lộ. Tại vì chiếc xe thì cũng là món quà của những người anh, người chị, những cô chú ở nước ngoài nhờ Đồng mua cho bé để cho bé có cái phương tiện đi lại để chuẩn bị năm học tốt hơn. Bây giờ Đồng kính mời quý cô chú anh chị cùng đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Ở video trước khi Đồng công bố số tiền là hơn 400 triệu đồng thì khi đó thì bé Tường Vy mà mừng mà rung luôn quý cô chú anh chị, nói không ra lời luôn, nhìn rất là thương. Đây là cái lối mà Đồng đang đi qua, đây là trước đó là nơi Tường Vy với mẹ sống này, sau này thì qua bên đây. Hôm nay thì Đồng tới đây thì gặp một buổi trời chiều là sắp đổ những cơn mưa rồi. Thầy chào con gái nhé. Con chào ông bà cô bác đi. Dạ, chào thầy và ông bà cô bác trong ngoài nữa. Ngồi xuống đi con. Xin phép tắt cái quạt này xíu nha chị. Dạ. Nó bị ù á. Chị ơi, hôm nay thì em quay trở lại thăm lại hoàn cảnh của hai mẹ con á. Hôm trước thì em tới đây thì công bố một số tiền rất rất chi là lớn luôn. Khi đó thì bé Tường Vy nghe xong mà rung luôn. Mà khi đó chắc chị cũng rung luôn chị ha. Dạ. Sau bữa đó sao mà Tường Vy rung chứ Tường Vy? Dạ con mừng quá. Là sao? Số tiền lớn quá hả? Số tiền lớn. À. Nhỏ giờ em chưa biết luôn. À rồi rồi. Rồi tối hôm đó thì sau khi mà nghe được số tiền nhiều như vậy mà thấy được nhà mình có một lô đất rồi thì hai mẹ con có tâm sự điều gì không? Con nói mẹ ơi số tiền lớn quá, con mừng ghê luôn. Mẹ con nói mẹ mừng nữa. Tối mẹ con không ngủ được luôn. Không ngủ luôn? Dạ. Là thức nguyên đêm luôn hả? Dạ. Có không ngủ được lúc 10 giờ mấy á là mẹ con ngủ là đi giật mình dậy thì con cũng nói chuyện với mẹ luôn. Hai mẹ con tâm sự điều gì á? Tâm sự với ông bà cô bác được không? Dạ con cũng có hỏi là mẹ ơi, mẹ thấy vậy mẹ mừng không? Mẹ cũng nói mừng lắm, mẹ cười với con á. À, lâu chắc lâu lắm rồi mẹ Tường Vy mới thấy nụ cười của mẹ ha. Dạ. Hả? Dạ. Lâu lắm không? Dạ lâu lắm, tại vì mẹ mỗi lần mẹ bị nhức
đầu thấy đau đầu, mẹ ít cười lắm, mẹ không có bao giờ mẹ cười. Tự nhiên tối nay con thấy mẹ cười con cũng vui. Có hỏi mẹ cười vì điều gì không? Dạ con cũng có hỏi, cái mẹ nói là tại mẹ thấy số tiền lớn quá mẹ mừng, với lại cũng có một căn nhà để che nắng cho mưa cho mẹ con rồi, mẹ con cũng mừng đó. Chị hôm nay thì quay trở lại đây thì em biết ông bà cô bác biết á, trước đây thì Tường Vi là đi học là bằng phương tiện gì Tường Vi? Dạ xe đạp, mà xe đạp cũ của người ta cho con nhận chạy, chứ tại vì cái cô đó thấy con đi bộ thì sao á, nên là cô đó cho con một chiếc xe đạp mà cũng còn gọi là xài được chứ không có cũ. Lại xe đạp đó hiện tại thì đi có được không? Bây giờ nó bị hư rồi. Bữa hôm Tường Vi chia sẻ là Tường Vi chuẩn bị lên lớp mấy ta? Dạ, năm nay con chuẩn bị lên lớp 6. Lớp 6 là trường xa hơn hả? Dạ. Là từ đây mà ra trường là khoảng bao nhiêu xa? Con chắc là cỡ là 15 phút. Là đi xe đạp hả? Xe đạp thì cỡ nửa tiếng mấy. Đi xe đạp ở đây là 6 giờ bé dậy chuẩn bị đi là 6 giờ 40 mới tới tắm. Là bình thường là bé lùi thùi đạp một mình đi học vậy? Đúng rồi. Thế trời giờ chị thì đâu có rước được hả? Đi với con của chị cũng chạy xe đạp á. Là thằng bé con trai nó chạy nhanh hơn này. Này chạy vô tới tông trường là mặt mày xanh hết rồi. Yếu nữa, đạp xe không nữa. Sức khỏe á. Rồi là hồi tối mẹ con tâm sự điều gì hả? Sao mà cười múm mím vậy? Nói mừng quá, nào giờ nằm mơ cũng nhiều giấc mơ cũng biết được có số tiền lớn như vậy. Mẹ con cũng mừng. Số tiền hơn 400 triệu. Nếu mà nói mà một cách mà nó hoành tráng hơn đó là gần nửa tỷ. Chị ha. Nửa tỷ là 500 triệu mà mình hơn 400 triệu. Một tài sản khổng lồ luôn. Mẹ con nó nghe số tiền đó y như là mừng mà không nói nên lời luôn. Thì Tường Vi thì con hiện tại thì con nghĩ rằng là có ông bà cô bác muốn tặng cho con một chiếc xe mà con không cần đạp mà nó tự chạy không? Xe đạp điện á thầy. Con đi được không? Con cũng có chạy một vài lần nhưng mà kiểu như là con phải tập thường xuyên hơn, chứ để đường ở đây thì nó kiểu là quanh quẹo quá trời. Nếu mà giờ ông bà cô bác mà tặng cho con một chiếc xe xe đạp điện xịn thì con có thể tự đi được không? Dạ con tự đi được mà con phải tập lần lần để cho chạy mình cho chắc ăn hơn, với lại không có gặp nguy hiểm á. Vậy con mong ước là có chiếc xe đạp điện không? Dạ có. Mong ước lâu chưa? Dạ con có ước với mẹ mà con kiểu như là không có dám đòi hỏi với mẹ, tại vì con sợ mẹ đòi hỏi cái mẹ không có tiền mua thuốc mẹ để dành thì con không có dám đòi hỏi. Con nói là con chỉ ước vậy thôi chứ con không. Con thì chỉ ước chơi vậy thôi hả? Dạ. Thấy mấy bạn chạy xe đạp điện nhỏ cỡ gì nè, cỡ đó mà chạy xe đạp điện nhanh lắm. Nó giờ muốn có xe chạy vậy. Hỏi bộ giờ con muốn lắm hả? Không có, con chỉ nói như vậy thôi. Chứ mẹ đừng có suy nghĩ, con nói như vậy thôi à. Chứ khi nào có tiền đi rồi mình hãy tính tiếp. Còn giờ con đi bộ hay đi xe đạp gì được rồi. Chỉ cần mẹ khỏe, mẹ mạnh khỏe, mẹ ở với con là mừng rồi. Giờ đi bộ hay đi xe gì con cũng quan trọng. Nhiều khi thật sự khi mà bé nhìn các bạn bè cùng trang lứa khác là ví dụ đi xe đạp điện thì nó sẽ khỏe hơn và sẽ đỡ vất vả hơn. Thì bé cũng ước lắm, nhưng mà chắc về nhìn chị như vậy, bé cũng nói với chị nhưng mà là cuối cùng lại nói con chỉ nói vậy thôi. Chị nói vậy thôi chứ con không có đòi hỏi nghe mẹ. Mẹ đừng có suy nghĩ mà nặng cái đầu. Giờ Tường Vi nói lại nguyên văn cái câu nói bữa hôm là sao? Dạ rồi đó, có lúc mà con còn học á, học lớp 5 á, con lúc mà về là con thấy mấy bạn cứ chạy nhanh mà chạy trước con không à. Con cũng vậy đó mẹ. Nhưng thấy mấy bạn con chạy xe đạp điện thấy không có mệt, thế lại không có vất vả như con.
cái mẹ hỏi con là con muốn xe đạp điện hả? Nói dạ không có, tại vì con không dám nói là con muốn, tại vì con sợ mẹ con á, xong mà suy nghĩ là không có để tiền mua thuốc mà để dành tiền mua xe đạp điện cho con á, là con không có dám, nên là con chỉ nói là con nói chơi vậy thôi, thì nào mình có tiền rồi mình mà mẹ mua cho con cũng được, mà quan trọng là giờ là sức khỏe của mẹ trước. Nhưng mà thật ra trong lòng là muốn lắm đúng không? Dạ. Chị còn đó là đầu tiên là món quà mà quý nhà hảo tâm, quý ông bà cô bác gửi tặng cho bé Tường Vi là một chiếc xe đạp. Thì ra lát nữa thì em sẽ dẫn bé ra đó, bé lựa chọn cho một bé một chiếc phù hợp với chiều cao của bé này, với lứa tuổi của bé chị ha. Còn cái về vần cái xe lăn của chị á, thì có một người cô, một người chị cũng gửi tiền để mua xe lăn cho chị, thì chị như thế nào chị? Xe lăn thì ở đây thì mình không có bán, có nông xã người ta cho là có. Vậy còn xe lăn này ngày xưa là sao? Xe lăn này hồi đó của cha cũng bệnh nằm một chỗ vậy á, thì nay cha cũng đi hơi nhắc cũng được rồi, cha mới thôi cho con vô đây con ngồi thôi, chứ đường này thì đi xe lăn cũng không được, tại vì gặp ghềnh quá. Dạ. Chỉ là ở khu vực này không bán hả? Dạ không. Vậy thì chắc giờ thì chắc đi mua cho bé Tường Vi xe đạp trước đi ha. Rồi Tường Vi thì cần mua sắm gì, thiết bị gì cho năm học không? Dạ, có thì sách vở rồi, nhà trường cũng có tặng cho con rồi, cặp thì thầy cũng có rồi mà. Dạ, thì hôm nay tới đây thì thấy cái này là để làm gì hết Tường Vi? Dạ, để đuổi gà, mổ cái tấm này quá trời. Là mấy tấm rách đó là gà mổ hả? Dạ. Vậy thôi giờ thì chắc chị thì nghỉ ngơi đi. Em xin phép dẫn bé Tường Vi đi mua xe đạp điện được không chị? Dạ. Được không chị? Dạ. Phải xin phép phụ huynh trước. Dạ. Rồi em đi em bắt luôn nha. Dạ thôi. Ở với mẹ không bắt đâu. Vậy thôi giờ thì quý cô chú chị đồng sẽ chở bé Tường Vi ra chỗ trung tâm để bé lựa chọn một chiếc xe yêu thích. Ra đó con cứ xem thoải mái ha. Rồi là con thích cái nào thì nói với thầy. Thầy sẽ dùng số tiền mà quý nhà hảo tâm gửi tặng cho con chiếc xe. Thì thầy sẽ mua cho con một chiếc xe thật là xịn nha. Dạ. Dạ, chị nghỉ ngơi chị ha. Dạ. Mình đi con. Chào mẹ đi kìa. Kêu ai đi? Dì Sáu hả? Rồi lên. Dì Sáu ơi. Dì Sáu đâu rồi? Dì Sáu chở bé với em đi mua xe đạp được không? Thầy được không gì? Thầy hỏi em có cất nhà không, có bù vô nhiêu quá. Bữa hổm thầy nói vậy là có không thầy? Không biết mình đưa tiền cho thầy. Quý cô chú anh chị thì bữa hôm thì có một người anh á. Dạ. Thì có nhắn tin cho em là hỏi nếu có một quý nhà hảo tâm thì muốn xây nhà cho chị luôn. Yeah. Thì hỏi chi phí hết bao nhiêu. Yeah. Thì em cũng chưa biết chi phí bao nhiêu. Em chỉ nói khoảng chừng đó thì anh nói để anh nói với cô chú đó thì anh xem lại. Yeah. Có gì thì em sẽ thông báo cho chị ha. Dạ, không biết em mừng. Dạ. Dạ bây giờ thì chắc chị dì Sáu với em về bé Tường Vi đi. Yeah. Đi mua xe ha. Dạ dạ. Thì đi thì nó ở đây cách đây xa không chị? Cũng gần đây hành ra ngay chỗ đầu đường. Khoảng mà bao nhiêu km? Đây là ngoài chứ cũng không biết, cũng thấy gần không biết bao nhiêu. Vậy thôi giờ bây giờ thì đầu đường lỗ lớn đó mà. Dạ dạ. Từ Tường Vi lấy nón đồ vô con. Nón bên này hả? Quý cô chú anh chị, vừa rồi Đồng với dì Sáu với bé Tường Vi đã di chuyển một quãng đường cũng khá dài, và đặc biệt là đường khu vực bé Tường Vi, đường bê tông ấy, rất là nhỏ luôn, rất khó đi để ra được nơi bán xe đạp điện cũng như các loại xe dành cho những lứa tuổi học sinh. Dì Sáu ha, mình đi vô trong dì Sáu. Cứ đi dép vô được, thấy mấy cô chú kìa. Con cứ đi coi một vòng đi. Ở đây rất là nhiều mẫu xe luôn, nên Tường Vi cứ xem cho nó nhiều đi. Lát nữa con sẽ lựa chọn một cái ha. Em chào chị nhé.
Thường thường là các bạn con sẽ đi dòng nào? Dạ, cái dòng ở phía trên trước đó. Cái dòng nhỏ đó hả? Dạ. Ở đây thì có rất là nhiều mẫu này. Mấy mẫu này khá là đẹp này. Con thấy cái này sao Tường Vi? Cái này thấy sao? Dạ, em thấy đẹp. Hả? Dạ, em thấy đẹp. Mà chờ con thích mẫu nào nhất? Cái mẫu trên trước á. À vậy hả? Dì thì theo dì thì mua loại nào? Theo ý thích của nó, ở chạy được xe nào theo ý thích của nó mua ra. À. Vậy thì mình đi ra trước đi con. Con đi chậm chậm, con nhìn bên này này, coi có mẫu nào mà con thích nữa không? Hay là mua cho Tường Vi cái này? Gì nói cái nào? Nhưng mà Vi thích cái nào? Hay là mua cho Vi cái này nha? Hả? Dạ, con không biết. Là con thích cái nào nè? Thầy gắn cái mic. Cái mẫu trên trước á. Mẫu nào? Dạ, cái mẫu này. Mẫu này hả? Mẫu này thì có cao với con không? Không biết. Em chào anh. Tư vấn giúp em cái. Bé cũng mua tặng cho bé cái xe đạp điện á, quý nhà hậu tâm. Cái dòng xe này thì nó giá 6 triệu 9 á, là mình mới luôn nghe, nhưng mà cái motor với cái bánh trước là cũ nghe. Dạ. Ừ. Là cũ là sao anh? Là cái dạng như cái này người ta là người ta tăng trang là người ta bán. À. Thôi mua chọn xe mới đi. Xe mới là nằm bên trong á. Ở sao? Thì anh vô đây tư vấn giúp em xíu được không? Cái dòng nào mà nó vừa với chiều cao của bé anh? Vừa với chiều cao. Anh cho cái mẫu này được nè sao? Mẫu này nhỏ vừa gọn nè. Lát ra cho khách đi. Vi con thích màu gì con? Cái màu xanh này. À dạ dạ anh lấy cái lỗ á. Anh lấy cái màu xanh ra cho bé đi. Xe đó nó vừa tốt mà vừa gọn, nó không có rườm rà lắm. Chạy được hạ cái yên thấp xuống là chạy được rồi. Dạ. Tại bé nó hơi thấp. Nhỏ người. Dòng này hiện tại là giá bao nhiêu á? Nếu mà mình gắn cái bình nhập á thì là 11 triệu, còn mình gắn cái bình rẻ thì là khoảng rẻ hơn được 700. Mình gắn bình tốt đi rồi nói chung là mình bán cho bé này là mua cho từ thiện đúng không? Rồi mình trước ra một phần là mình cho bớt lại 500 ngàn đó mà mình vẫn gắn bình tốt. Yeah. Tại vì cái này cũng đang giao xe từ thiện á nè, là mình bỏ giá cũng rẻ. Cái này chắc là bên từ thiện nào tiếp xúc tới trường á. Từ thiện của chùa Kỳ Quang á. Đó được. Đó. Chứ con bỏ hai giờ không có được vậy đó. Sao rồi, thấy vừa không? Vừa. Chưa có bệnh. Rồi, con thấy sao? Vừa không? Vừa chân không? Được. À. Xuống thêm một chút nữa thì được chứ. Có chút được nữa không anh? Cho xuống chút nữa đi. À, quý cô chú anh chị mua cái này này, sau này khi bé mà lớn lên dần dần thì tăng yên lên dần. Chắc cái quần áo với giày dép của bé chắc nhờ dì đi mua giùm em. Dạ. Tại vì em còn đi nhiều hoàn cảnh khác. Giờ thì con đồ học tập là con mua gì nữa? Giày dép có chưa? Dạ, giờ con thiếu một cái là giày thể dục. Giày thể dục hả? Dạ. Quần áo thì là mua đồng phục trong trường hay là phải mua ngoài? Mua trong trường cũng được, mua ở ngoài cũng được. À. Lớp 6 là con phải mua trong trường á, bán theo mẫu trong trường. Học
phục mà đồng phục ở trong trường luôn, tại năm nay chuyển cấp lên lớp 6 á thầy. Sao con? Dừa. Dừa chưa? Dừa. Mình tháo cái múc nó ra thì nó có ảnh hưởng gì xe không anh? Không không. Bởi vì cái này là nó để chịu cái bình lại thôi. Thì mình để mình ngồi á, chịu cái bình lại. Dạ. Mà nó thấp quá thì mình tháo ra bỏ. Thì nào mình nó lớn cao lên mình gắn vô. Nó giữ lại không? Cái này mình cũng giữ lại ha. Lát nữa mình giữ lại. Khi nào bẻ cao dần á. Vậy thì anh lắp cho em cái này đi. Dạ dạ. Rồi con xuống đi con. Rồi là con quyết định lấy màu này luôn đúng không? Dạ. Hả? Là dạ. Lấy xe này đúng không? Dạ. À, rồi lắp giùm em nha. Đi mình qua đó lắp xe. Cười miết luôn á, hôm nay vui quá hay sao cười miết hả Vi? Dạ. Hả? Dạ. Hôm nay có vui không? À, hôm nay mới thấy cười nhiều cái cô chú chị này. Bữa giờ khóc mít. Nó rung hồi mà thầy nói không cho được Mạnh Thường Quân cho nhiêu đứa nhà á. Nhiều tiền cất nhà mà nó rung, yeah. Nó yếu tim nó rung là nó xỉu luôn. Dạ, giờ còn rung không? Được cái xe dạy rung không? Dạ, con thấy vui. À. Bây giờ thì Đồng sẽ với bé Tường Vi sẽ chờ đợi để lắp xe xong. Sau đó thì thanh toán tiền, sau đó thì Đồng sẽ nhờ dì Sáu chở cho bé đi mua mấy dụng cụ học tập á. Dạ. Chú anh chị nãy giờ Đồng với bé Tường Vi đã chờ anh lắp ráp xong rồi. Anh có thể hướng dẫn qua cho bé cách xài giống như xe được không anh? Con lại đây nè, chú hướng dẫn cho. Cái này thì con bật nước lên ha. Chạy thì bình thường dặn ga lên là chạy ha. Con này là kẹn nè. Con này là nhanh. Nhanh mình qua lộ, muốn qua đâu là nhanh qua đó ha. Ví dụ mình chạy ban đêm á, mình bật thêm nước nữa, nó có đèn trước, nghe không? Dạ. Đó, rồi. Còn sạc bữa nay thì chú chỉ rồi ha. Dạ. Để chú chỉ cho con cách sạc biết chưa? Không biết rồi. À. Rồi, thôi con thử coi. Con thử bật coi. Ngồi lên coi vừa không đó. Rồi, con muốn chạy con bật sao? Rồi nếu mà chạy ban đêm bật sao? Đây, giờ nó xanh rồi đó. Là bình thường con đã được chạy xe này bao giờ chưa? Dạ con có chạy của cái chiếc xe của cái anh kia. À rồi có thích không? Dạ có. À. Ở trên này là quà tặng hay gì? Dạ đúng rồi anh, con này là tặng cho hai cái nón bảo hiểm. Dạ. À, con này là cục sạc. Số bảo hành thì nó có trong đây rồi. Không? Đã đưa số bảo hành rồi phải không? Đây đó. Ở trong sổ hành thì nó có ghi đầy đủ. Nguyễn Thị Tường Vi. Dạ. Còn cái cục đó mình có giữ lại để nữa mà nó học lớp 7, lớp 8 là mình gắn vô. Cái này thì bỏ lên giờ. Khi nào bé cao là gắn vô đúng không? Ừ, cao lên rồi gắn vô. Cô ơi, hồi nãy là cô cho con hỏi là hồi nãy cô nói giá nhiêu con? 31 triệu rồi mình cho lại bé 500 là còn 10 triệu 500 ngàn. Dạ dạ. Cho con xin phép chuyển khoản nha con. Vi ơi, trả tiền kìa con. Vi, con trả tiền nhé. Cho con mượn cái mã. Đặt công bằng. Đặt mã cũng được. À, cô nói là 10 triệu 500. Trần Kiên Toàn. Rồi, Trần Kiên Toàn á. Dạ.
Dạ. Rồi rồi. Để chú xác nhận là đủ 10 triệu 500 cho chú. Rồi đủ rồi, 10 triệu 500 ngàn. Dạ dạ. Đặng Văn Đông chuyển phải không? Dạ dạ đúng rồi. Rồi. Dạ dạ, con chuyển là từ thiện mua xe bé Tường Vi đó. Rồi. Dạ. Tường Vi qua kiểm tra xe này, coi có bị gì không nè. Hiện tại thì bên anh với cô chú đang kiểm tra hơi quý cô chú chị, cho bé hơi cho nó vừa. Rồi dì Sáu qua đây con nhờ cái dì Sáu. Vậy hiện tại thì chắc là mới quá nên là bé chưa có thể chạy về nhà được đâu. Do vậy chắc dì Sáu chờ bé về đi. Dạ chở bé về về nhà đường, tại vì đường nó kia ít xe, thì đường chính xe nhiều lắm. Dạ. Là mai mốt bé là đi học là hướng nào vậy Sáu? Đi hướng tường tiểu học mà trung học Tân Thanh đó, hướng dòng Mùi Tre đó, đó thầy. Dạ. Dạ. Đường nó ít xe lắm. Với lại giờ là con nhờ dì Sáu là mua cho bé cái giày thể thao, là giày thể dục hả? Dạ. À, rồi con thử ngồi lên coi vừa chỗ nào để nhận xe nào. Rồi ra đường là chạy chậm thôi nha, quan sát qua đường thì nhớ xi nhan ha. Dạ. Được chưa? Dạ con nhớ. Rồi sẵn tiền đây thì con có gửi lời gì đến quý ông bà cô bác không? Con ngồi đó luôn đi. Con cảm ơn các nhà hảo tâm và ông bà cô bác đã giúp đỡ cho mẹ con. Cảm ơn. Ừ. Hôm nay có xe vui không? Dạ, vui. Vui thì có lời hứa gì với ông bà cô bác không? Dạ con hứa sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng ông bà cô bác hay giúp đỡ cho mẹ con. À thì sáng tiền đây thì dì có gửi lời gì đến dạ, mà hai cái món quà này là của hồi nãy thì bữa đọc danh sách thì em của anh Phương với một dạ, của một người chị gì nữa gửi 5 triệu là mua xe với là xe lăn cho mẹ bé nữa. Thì chị gửi lời gì đến quý ông bà cô bác không? Cảm ơn ông bà cô bác Mạnh Thường Quân mua xe cho bé đi học. Dạ, bé sẽ cố gắng học giỏi. Dạ. Thì chắc đồng cũng phải di chuyển á, đồng nhờ dì đi mua các thiết bị cho năm học cho bé Tường Vi, đồng phải di chuyển để thăm một số hoàn cảnh khác để kịp không trời tối quý cô chú anh chị. Tại vì cũng di chuyển một quãng đường khá là xa. Sáng thì đi từ Bình Dương xuống đây là từ 7 giờ mà tới đây là 12 giờ mới tới đây. Thì tới thì sắp xếp dẫn bé đi mua xe khỏi vì trời này trời mưa. Dạ. Thì đồng cũng nhờ dì Sáu thì đưa bé về giúp em ha. Dạ. Dạ, hồi nãy có xin phép mẹ rồi. Dạ. Bây giờ dì Sáu mang bé về trả đúng nơi cho an toàn cho bé. Dạ. Thì một lần nữa đồng thay mặt những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Kính chúc quý cô chú chị thật nhiều sức khỏe bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú chị ở những video tiếp theo của đồng. Đồng và bé Tường Vi và chị Sáu chào ông bà cô bác đấy con.